Vâng, xin chào bà con. Hôm nay thì thời tiết mát mẻ, quý khách hàng sẽ được thưởng thức những hương thơm vị ngọt của vải Thanh Hà, và vải Thanh Hà được bẻ tại gốc. Xin chào bà con, tôi đang có mặt ở trang trại gà để trứng thương phẩm tại Cẩm Đông. Hiện nay gia đình tôi là có nuôi 7 vạn con. Người nông dân tại Hải Dương đang livestream bán vải, bán trứng trên sàn thương mại điện tử. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, giờ họ có thể tự mình tạo kênh bán hàng riêng. Theo cái mô hình này thì tôi sẽ tin tưởng là sẽ được dài và bền lâu. Vì khi đã đến với bà con đã nhìn thấy cái mô hình này rồi, thì bà con sẽ hàng ngày và hàng tháng, hàng năm sử dụng đều. Theo đại diện sàn thương mại điện tử, họ làm việc trực tiếp với người nông dân. Họ sẽ hỗ trợ đóng gói, vận chuyển nông sản tới tay người tiêu dùng, bỏ qua khâu trung gian, giá cả thì ổn định, không còn lo thương lái ép giá. Cử người xuống trực tiếp đồng hành cùng bà con nông dân, hỗ trợ quy trình về đóng gói, bảo quản hàng hóa, cũng như là thiết kế các sản phẩm tem nhãn. Thực trạng thiếu thông tin giá cả thị trường dẫn tới việc sản xuất nông sản dư thừa, vốn là bài toán chưa có lời giải của ngành nông nghiệp bấy lâu. Trong thời gian tới, chuyển đổi số có thể giải quyết được thực trạng trên.